Những thực phẩm gây ca đại trực tràng. Ca đại trực tràng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư nói chung. Trong khi thói quen hút thuốc lá chiếm tới 72% nguyên nhân gây ra các bệnh ca phổi, thì thói quen ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân chính gây ra ca đại trực tràng đó bạn. Dưới đây là 4 thực phẩm bạn nên hạn chế hoặc tốt nhất nên loại bỏ nó ra khỏi thực đơn hàng ngày của bạn để giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh này nha bạn. Thứ nhất là xúc xích. Xúc xích từ lâu được xem là một trong những ví dụ về thịt chế biến sẵn có nguy cơ gây bệnh ca. Nếu thường xuyên tiêu thụ một chiếc xúc xích mỗi ngày là đủ để làm tăng 18% nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng đó bạn. Tiếp đến là thịt bò khô, rồi lạp xưởng, rồi thịt nguội. Thịt nguội thì lại là một loại thịt chế biến không chỉ gây ung thư do cách chế biến. Thịt nguội là một loại thịt mà không chỉ gây ung thư do cách chế biến mà còn có liên quan đến tăng huyết áp và các bệnh tim mạch khác vì chứa hàm lượng natri rất là cao. Ca đại trực tràng là một loại ca hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng chế độ ăn uống hợp lý đó bạn. Nếu bạn đang có nguy cơ bị bệnh ca, đang mắc phải và điều trị bằng bất kỳ phương pháp nào hoặc là đã thoát khỏi bệnh ca nhưng lo sợ một ngày nào đó bệnh ca tái phát, bạn có thể tham khảo dinh dưỡng tối ưu Fucodan mà Thuận đang dùng. Đây là một dạng bữa ăn thay thế cho bữa sáng và bữa xế chiều với thành phần chính là tinh chất nghệ curcumin, nấm đông trùng hạ thảo, mười mấy loại hạt giàu dinh dưỡng được chọn lọc theo tỷ lệ phù hợp và đặc biệt là chứa trên 85% Fucodan chiết xuất từ tảo nâu, được biết đến như khắc tinh của các tế bào ca nhờ kích thích hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Một bữa ăn thay thế như thế này đầy đủ chất dinh dưỡng, không mất nhiều thời gian và công sức nghĩ xem hôm nay ăn gì và kiêng gì, đồng thời còn bảo vệ được sức khỏe của bạn nữa. Nếu bạn cũng muốn bảo vệ sức khỏe theo cách này thì hãy nhắn tin hoặc để lại bình luận dưới video này nha. Thuận rất vui được đồng hành cùng bạn trên hành trình lấy lại sức khỏe bằng ăn uống chữa lành tự nhiên. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày. Thực phẩm này không phải là thuốc và cũng không thay thế thuốc chữa bệnh bạn nha.